Xin kính chào quý vị và khán giả. Phan Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành để gửi tới quý vị những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật trong ngày hôm nay. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã thúc đẩy Quốc hội thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, với quan điểm rằng viện trợ này là không thể thiếu để ngăn chặn việc Ukraine tiếp tục mất thêm lãnh thổ. Chia sẻ với phóng viên ở Delaware diễn ra hôm 17 tháng 2, ông Biden cho biết: "Chiều nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky để cho ông ấy biết rằng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ nhận được số tiền đó." Sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc giải phóng Avdiivka, một thị trấn chiến lược ở Donbass, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Tổng thống Zelensky đều đổ lỗi việc mất Avdiivka là do nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược từ Mỹ đang dần cạn kiệt. Thành phố Avdiivka đã được củng cố mạnh mẽ bởi quân đội Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các cuộc tấn công vào Donetsk, trong đó có nhiều mục tiêu dân sự. Mặc dù Mỹ đã cung cấp hơn 44,2 tỷ đô la Mỹ trong viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng việc phân bổ thêm 60 tỷ đô la Mỹ trong dự luật viện trợ nước ngoài vẫn đang bị đình trệ tại Quốc hội. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang đòi kết hợp nó với các biện pháp nghiêm ngặt hơn về nhập cư và an ninh biên giới. Ông Biden tuyên bố và lên án việc Đảng Cộng hòa tiếp tục cản trở dự luật, gọi đó là vô lý và thiếu đạo đức. Ông cam kết, tôi sẽ đấu tranh để có được số đạn dược mà họ cần. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể duy trì các thành phố tiền tuyến khác mà không cần sự hỗ trợ vũ khí và đạn dược từ Mỹ hay không, ông cho biết, không, không ai có thể nghĩ vậy. Trong khi Tổng thống Biden và các quan chức của ông ca ngợi việc cung cấp thêm vũ khí và đạn dược như một giải pháp duy nhất cho tình hình khó khăn trên chiến trường của Ukraine, một số phương tiện truyền thông phương Tây cảnh báo rằng những vũ khí này có thể không tạo ra sự khác biệt nếu không có sự hỗ trợ từ quân đội phối hợp. Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và sự thiếu hụt này có thể dẫn tới sự sụp đổ trên mặt trận. Tổng thống Zelensky đã cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực bằng cách công bố kế hoạch nhập ngũ thêm 500.000 binh sĩ. Tuy nhiên, kế hoạch này không được ủng hộ bởi dân chúng Ukraine và đã gây ra một khoảng cách giữa Zelensky và tướng Zaluny, dẫn tới việc sa thải tướng Zaluny vào đầu tháng này. Quốc hội Ukraine đã đưa ra một dự luật có hiệu lực mạnh mẽ, hạn chế quyền của những người trốn khỏi nghĩa vụ quân sự, dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng tiếp theo. Trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng thiếu đạn dược để duy trì cuộc đối đầu với Nga, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã thông báo vào cuối tuần qua rằng các quốc gia thành viên NATO này sẽ chuyển giao toàn bộ pháo binh của mình cho Ukraine. Bà Frederiksen tuyên bố, bây giờ, nếu bạn hỏi người dân Ukraine, họ đang yêu cầu chúng tôi cung cấp đạn dược và pháo binh. Từ phía Đan Mạch, chúng tôi đã quyết định tặng toàn bộ pháo binh của mình cho Ukraine. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết thêm rằng các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu khác cũng nên làm như vậy. Bà nói, tôi cho rằng châu Âu vẫn còn đạn dược, đây không chỉ là vấn đề về sản xuất, vì chúng ta có vũ khí đạn dược không cần phải sử dụng vào lúc này mà chúng ta nên giao cho Ukraine. Trong khi đó, bình luận bên dưới một bài đăng trên mạng xã hội X về việc Nga đã giành được thành trì chiến lược Avdiivka ở Donetsk hôm 17 tháng 2, tỷ phú Elon Musk tin rằng nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, Nga sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn trên tiền tuyến. Tỷ phú Musk đã lên tiếng nhiều lần về tình hình xung đột. Ông cho rằng viễn cảnh Nga thất bại là một khả năng khó có thể xảy ra, và thay vào đó, phương Tây nên tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev thay vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vị tỷ phú này đã gây ra tranh cãi khi đề xuất rằng Ukraine cần phải chấp nhận trạng thái trung lập, nhượng bộ về vấn đề Crimea và tổ chức lại cuộc trưng cầu dân ý ở bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia về việc hợp nhất với Nga. Đề xuất này đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ phía Ukraine. Ngày 17 tháng 2, ông chủ của mạng xã hội X đã thể hiện sự ủng hộ của bài đăng của nhà đầu tư Mỹ David Schreck, người cảnh báo về những thiệt hại nặng nề đối với dân số do cuộc xung đột gây ra và cảnh báo về kịch bản tàn phá của Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Mặc dù có mâu thuẫn về quan điểm với Ukraine, vai trò của ông Musk với Kiev vẫn cực kỳ quan trọng. Dưới sự quản lý của ông, SpaceX đã viện trợ 20.000 anten Starlink cho Ukraine vào năm 2022 cho tới nay. Đây được coi là một công cụ cần thiết để Ukraine thiết lập hệ thống liên lạc liên tục trên tiền tuyến, cung cấp dẫn đường cho các vũ khí chống lại Nga. Moscow đã cảnh báo về việc tấn công các vệ tinh của SpaceX, cho rằng những mục tiêu dân sự này đang được sử dụng cho mục đích quân sự để chống lại Nga. Trên thực tế, việc các lực lượng Nga thành công kiểm soát Avdiivka một phần lớn dựa vào ưu thế trên không.
Đối với Ukraine, việc nhận được một số lượng đáng kể máy bay tung kích F-16 sẽ giúp quân đội nước này cạnh tranh về ưu thế không trung và bảo vệ những người lính của mình trên mặt trận. Ngày 18 tháng 1, tạp chí Foreign Policy dẫn tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng của Litva Arvydas Anušauskas cho biết các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào tháng 6 năm 2024. Các quan chức châu Âu cũng đề cập đến khung thời gian tương tự tại Hội nghị An ninh Munich, cho thấy sự mong đợi của Kiev trong hơn 2 năm qua đang dần trở thành hiện thực. Đây có thể là lần đầu tiên một thời điểm cụ thể về sự xuất hiện của F-16 ở Ukraine được công bố. Trước đó vào giữa tháng 10 năm 2023, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba chỉ nói rằng F-16 có thể đến vào nửa đầu năm 2024 và cuối tháng 12 năm 2023. Không quân Ukraine cũng đưa ra tuyên bố với thời gian tương tự. Trước đó ngày 6 tháng 1, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo dự kiến Ukraine sẽ nhận được hàng loạt máy bay chiến đấu F-16, trong đó có 19 chiếc từ Đan Mạch, dự kiến sẽ được bàn giao trong quý 2 năm 2024. Trong khi vào tháng 12 năm 2023, Hà Lan đã quyết định chuyển giao 18 chiếc F-16 cho Ukraine và gần đây đã nâng số lượng lên thành 24 chiếc. Ngoài ra, Canada cam kết cung cấp khoản tiền trị giá khoảng 44 triệu đô la Mỹ để duy trì các máy bay F-16 đã được chuyển giao cho Ukraine. Trong khi đó, trên tiền tuyến phía Ukraine cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công đột kích, nổ tung một đoàn xe thiết giáp khủng của Nga nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào miền nam của đất nước. Theo thông tin từ Kiev đưa tin ngày 18 tháng 2, lực lượng Ukraine đã phá hủy thành công được 18 xe bọc thép của quân đội Nga trong cuộc tấn công vào miền nam của đất nước. Trong khi lực lượng của Điện Kremlin đạt được chiến thắng quan trọng dọc theo chiến tuyến phía đông, mặc dù quân đội Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng lực lượng này đã chia sẻ một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của xe thiết giáp Nga trên mặt trận phía nam. Đoạn video này cũng được Bộ Tổng tham mưu của Ukraine chia sẻ. Tuy nhiên, tờ Newsweek chưa thể xác minh độc lập báo cáo từ chiến trường và đoạn video do quân đội Ukraine công bố. Tờ Newsweek đã gửi email yêu cầu bình luận từ Bộ Quốc phòng Nga, nhưng chưa nhận được phản hồi. Thất bại của Nga trong cuộc tấn công ở Zaporizhia hôm 17 tháng 2 diễn ra trong bối cảnh Nga vừa giành chiến thắng trong cuộc chiến giành thành phố Avdiivka gần thành phố Donetsk, thủ phủ vùng Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã tăng cường lực lượng phòng thủ ở phía đông bắc Ukraine trong những tuần gần đây. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở miền nam Ukraine. Ngày 18 tháng 2, quân đội Kiev cho biết rằng họ đã đẩy lùi hơn chục cuộc tấn công vào các vị trí của mình xung quanh làng Robotyne ở Zaporizhia. Ngày 18 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã hạ 70 binh sĩ Ukraine cùng một xe chiến đấu bộ binh trong khu vực chiến tuyến, bao gồm cả Robotyne và ngôi làng Bobove gần đó. Tài khoản Riba cũng cho biết vào ngày 18 tháng 2 rằng các đơn vị Nga đã tiến về phía tây khoảng 2 km tại một số điểm của Zaporizhia trong những giờ gần đây, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Newsweek đã liên hệ với quân đội Ukraine để lấy ý kiến. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK ở Mỹ đánh giá rằng lực lượng Nga đã tiến về phía tây của Zaporizhia, tái kiểm soát một vị trí ở phía nam của Robotyne. Một số blogger quân sự Nga đã đưa tin về một cuộc tấn công mới từ Moscow xung quanh ngôi làng và lực lượng của Điện Kremlin đang tích cực tấn công khu định cư. Ukraine đã nắm quyền kiểm soát Robotyne vào cuối tháng 8 năm ngoái, như một phần của cuộc phản công vào mùa hè năm 2023. Theo thông báo từ chính quyền địa phương ở Dagestan, Nga, một chỉ huy quân sự cấp cao của Nga đã qua đời tại bệnh viện Sevastopol ở Crimea vào ngày 14 tháng 2 sau khi bị thương. Thông tin không chỉ rõ về nguyên nhân và thời điểm xảy ra thương tích. Chỉ huy quân sự đã qua đời là đại tá Magomedzhanov đến từ Dagestan, được biết đến là phó tư lệnh của tập đoàn quân 18 và là chỉ huy của lữ đoàn thủy quân lục chiến Kikenetret Banner số 61, phục vụ trong hạm đội phương Bắc. Theo lời của người đứng đầu Cộng hòa Dagestan, Sergei Melnikov, vị phó chỉ huy qua đời trong ngày 14 tháng 2 trong chiến dịch quân sự thứ tư của mình. Trước đó, đại tá Magomedzhanov đã tham gia vào các chiến dịch của Nga ở Bắc Kapka và Dagestan trước khi thực hiện các nhiệm vụ ở Syria. Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 18 của Nga được thành lập vào tháng 8 năm ngoái để giải phóng các đơn vị giàu kinh nghiệm hơn để chiến đấu trên các trục then chốt ở Ukraine. Đội hình này có thể là sự hợp nhất và nâng cấp của các đơn vị khác hoạt động ở Ukraine. Theo bộ này, tỉnh Kherson, bao gồm cả quân đoàn 22, thường là đơn vị đồn trú của Nga ở Crimea.